Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Đây này, cái Manu, Manu mắt binh nha, bây giờ Manu mạnh lắm. Manu giờ có thêm mấy con hàng CC vô mạnh lắm. Tôi yêu cây mắt binh thôi, không đi cộng 5 đâu. Đi mấy cây Manu mà cộng 5 nhìn nó chán, nó không có mắt binh. Nay tôi đi cây mắt binh, có thể là cộng 3, có thể là cộng 4. Nhưng mà nó phải là những con hàng mạnh nhất, những con hàng mới nhất nha. Hàng dễ đá nhất cho anh em á. Còn tôi đợt có đi mấy con hàng cộng 5 thì sao toàn mấy hàng cùi, nó hơi chán. Hôm nay tôi đi mấy cây Manu nó bởi nó đinh nhất luôn. Series Beauty của tôi lần này sẽ là Series Beauty những con hàng mạnh nhất đó, chứ không phải đi những con hàng cộng 5 để nó đẹp nữa. Tôi bây giờ tôi bỏ qua cái vấn đề thẩm mỹ rồi. Tôi đi team mà đi thẩm mỹ nhìn nó cùi quá. Nếu có mấy bạn nó làm cái team này em đá không ngon, tại vì tôi đi cho anh em những hàng mùa cũ quá mà cộng 5 thì nó không ngon. Đây tôi đi nè, mới đinh luôn. Đây team đinh nè, 500 tỷ Manu đúng không? 5 tỷ Manu là cái tiền đạo tôi sẽ được khoảng tầm hơn trăm, gần trăm tỷ, hơn trăm á, hơn trăm tỷ á. Phúc Lan giờ chưa bán nó không? Phúc Lan 2, 3. Phúc Lan CC không mà? Ừ, tức là Phúc Lan ngon nha. C7 CC bán chưa? 7 CC cộng 4 nhiêu? 1000 cộng 5 nhiêu? 2000 luôn hả? Trời ơi, mắc dữ vậy, 119 số à. Cộng 1 có bán không? Cộng 1 không có lực giao dịch luôn. Trời ơi, cộng 2 có lực giao dịch nè. Cộng 3 có lực giao dịch nè, 600 tỷ. Dữ gì? Ôi, cái tính là cái thẻ CC rồi sự kiện nó cho nhiều lắm luôn á mà không ai mở ra. Chứ ta 1000 tỷ cộng 4 à. 117 xuống. Ồ, ấm quá vậy. Biết khi nào BB à, tôi cũng có lại nữa. Mua C7 CC này cộng 1 giờ đá ngon. ST sẽ là sự xuất hiện của nào giờ đá nhất nha. Tôi đi cho anh em này giờ đó. Đi vô Phúc Lan, tôi thích Phúc Lan ghê ta. Phúc Lan đá ST luôn nha. CR7 Return cũng ngon mà. Đá CR7 Return nha. Nhiều bạn thắc mắc về Return lại World Cup đúng không? Đá Return ngon hơn có 70 tỷ à. Đá có Return, đây team dễ đá nhất cho anh em. Tôi đi biểu tìm những dễ đá luôn á. Đi qua Phúc Lan nữa nè. Phúc Lan này có thể xài con bá rồi cộng 5 bán không? 200 tỷ luôn. 40 tỷ ai bán nào. Lấy con CC đi. Phúc Lan CC cộng 3 nè, đá dễ hơn. Team này đi team dễ đá thôi. Rồi tên là nhiều thì có đá đâu, nhiều qua bữa giờ có đá đâu. Bữa giờ có đá đâu, chưa đá Real thôi, Return con World Cup mà mới đá xong. Bữa mới đá có team gì nó có sự đổi quân cấp rồi. Cánh thì con rắc kho khó đá lắm nha. Con rắc kho này em đừng mua không, tôi không bia này con rắc kho đâu. Rắc kho khó đá lắm, tôi đá rồi nhìn nó khó đá. Tôi sẽ đi cho anh em con cánh dễ đá nhất cả, có thể đó nha. Tôi thích em Kitarian như tao. Kitarian rắc kho này đá cánh thì tủ quá, đơ quá đơ. Cho con Eriksen này dễ đá rồi. Eriksen 42AHT Eriksen cánh Mason Mount này nằm bên mà Mason Mount dễ đá. Mason Mount tính là dễ đá rắc kho. Con Mason Mount tính là dễ đá rắc kho nha. Rắc kho này hơi khó đá, chạy nhanh thiệt. Nhưng mà cái AI chọn trí của Mason Mount nó ngon hơn. Mount nhìn đá đã hơn, 4-5 ngang nhau à. Thấy rồi đá con Mason Mount đi. Tôi là thích Robin Van Persie á. Tôi thích Robin Van Persie. Persie đá ngon. Chạy chậm. Anh cũng đồng ý 500 triệu rắc kho đúng chán à. Rắc kho khó đá lắm, rắc kho nhìn biết ngay à. Này Bill, lần này Bill có team dễ đá mà. Bill team dễ đá cho nên dễ đá. Mấy con Eriksen Mason Mount dễ đá hơn. Mason Mount cánh trái, Eriksen cánh phải dễ đá hơn. Eriksen đúng không? Manu còn cánh nào? Cánh còn có Van Persie cũng được, Van Persie hơi chậm ha. Rooney cũng đã cánh được nè, Rooney à. Rooney cánh được nha, Rooney đã cánh 118, Rooney CC à. Ngon chưa? Mà ai bán có Mason Mount đá ngon. Mason Mount với lại Rooney à, 9 tỷ Rooney đã cánh chạy 105. Rooney này xoáy có tạc cả không à. Tôi lại thích Lingard hơn cánh, sẽ quốc công Mason Mount với lại Lingard với Eriksen cơ. Lingard Eriksen thích cặp này quá. Eriksen hùng vào round 20 tỷ, Lingard này tới cũng có 32 tỷ. Như Lingard thì chạy nhanh hơn nhưng mà con Eriksen này cái sút ngon hơn. Bản này thì cái chạy nó quan trọng quá, tôi cũng khá thích Eriksen. Eriksen dễ đá hơn, có tạc cũng sớm nữa. Tại Eriksen là cánh á. Eriksen cho là cánh, Eriksen là cánh trái 105. Eriksen này, thực chất con Lingard này nó hơi yếu cho nên khó đá. Phát đi xung người đá nổi đâu. Em Kitarian thì anh em có người đá được đá không? Em Kitarian, từ đến so sánh em Kitarian với Eriksen nữa nha. Tôi cũng thích con em Kitarian, nhưng mà anh em biết em Kitarian nó bị cái gì không? Nó không có chọn vị trí hay như là con Eriksen. Đó, cái vấn đề của em Kitarian nó chọn vị trí không hay, con Eriksen này chọn vị trí hay lắm. Tách hồn người ra nó chọn cái vị trí mà đi đưa ra cánh là không ai kèm được. Em Kitarian hay vô với cái lỗi là xâm nhập cấm quá nhiều và nó hay lũng cánh. Cho nên là con em Kitarian này tôi lại thích con Eriksen hơn. Tại con bộ sưu hận cũng khá ngang nhau á. Cũng kể 8 lạng nửa cân với em Kitarian chạy nhanh hơn à. 6 sức, 10 chỉ xuất điểm luôn à. Nhưng mà mùi cũ quá ha. Ok em Kitarian này. Sự lựa chọn cuối cùng là em Kitarian. Nãy chọn nào cái Mason Mount à. Mason Mount không đáng cái vị trí này à. Mason Mount ra. Em Kitarian với lại con Eriksen này phải lực hơn. À, em Kitarian với Eriksen luôn, hai cánh ngon hơn. Đẹp quá, con Eriksen đẹp quá. Mơ ghê ha, Eriksen hay ta cánh sẽ là bài Eriksen. Đẹp.
Còn có cộng 6 Edison, có cộng 6 luôn nè. Tí nữa dư tiền lấy mày Edison cộng 6 luôn cũng ngon. Haza hôm ra có nhiều người chơi, tại Haza hôm ra dễ mua. Henry LN chơi ổn không? Ổn màu nó ngon mà. Edison chứ em gửi ạ, anh check anh chơi con này đá không được, giờ bị tiêu diệt phải biết ạ. Có không? Edison tôi fan Edison em nói sao rồi sai. Edison này tôi mê Edison từ cái mùa từ mùa này nè, từ cái mùa home ground này cho mấy mùa khác không ngon. Edison đúng luôn từ mùa home ground thôi. Cặp CDM của Manu ơi. Manu nha, đây là team Manu mà đá được dễ đá nhất nha. Tôi build cho anh em những hàng dễ đá thôi, có thể là nó không đẹp nhưng mà nó dễ đá nhất nha anh em, những hàng AI nó ngon á. Tôi không đi kiểu cộng 5 mà nó đẹp như trước nữa, tôi đi có AI thôi. CDM mà của Manu thì tôi nghĩ sẽ có con hàng chắc là đội này và được best là khá đẹp. À, bút ba có đá, bút ba không phải dễ đâu, bút ba phải hàng dễ đâu, bút ba là hàng hàng đẹp thôi, hàng mạnh thôi, nhưng mà dễ đá. Bút ba best cup này thì sự nó hơi phong vân anh em ạ, phong vân chưa đưa bút ba là vô. Hàng dễ đá nhất là Donny van der Beek dễ đá thiệt, tại tôi đá rồi tôi biết. Cũng có thể là Eriksen là đá CDM lại Donny van der Beek chứ. Tôi sẽ nhắm tới con Donny van der Beek ha. Hợp lý ha, nhưng mà con van der Beek nè. Con này rẻ mà ngon, đúng chất rẻ mà ngon luôn ấy chứ. Con này mua được cộng 6 không? Con này cộng 6 có gì bán còn đinh luôn á. Cộng 5 chứ 2 tí có tiền mua cộng 6, con này ngon quá trời. Để tôi tìm lại một con CDM khác coi. Parkinson hợp lý nha. Parkinson cũng hợp lý á, tôi cũng khá thích Parkinson nhưng mà con này không ai bán. Parkinson cộng 5 ai bán đâu. Parkinson này phải chờ, mấy con hàng này phải chờ. Con này nó mua cộng 3 vậy đã. 3 bật quá vậy, con này cộng 3 đâu ngon. Con này cộng 3 số thấp quá. 698 mà nổi đến cùng đúng không? Này đã cánh à. Ô này đều quá vậy, ôi trọng tài à. À Gullit kìa anh em à, Gullit kìa. 111 tất cả vị trí luôn kìa. CB thấp nhất 107. ST 107 còn như 111 hết đều quá vậy. Bắt xung chỉ số đều quá vậy. Trời ơi ngon ha. Đều hết từ đầu đến cuối luôn nha. Bút ba đừng như sao mà đừng ngon nè. Ờ cái bút ba có đá lắm không? Không dễ đâu. Bút ba mà anh em nó dễ đá hay căng. Bút ba đứng. Bút ba chỉ được sút với lại lực nhìn cái hình nó đầm người á. Nhưng mà nó về AI mà chọn vị trí kiểu thì nó khó. Bút ba không phải hợp với đâu. Tôi sẽ đinh đi cho anh em con hàng cho nó đinh nha. Casemiro 23 test à. Casemiro kẹt có đá nữa. Casemiro này thủ mà. Beckham này cũng khó. Từ để tôi coi con CDM của tôi thích con Donny van der Beek với lại Manu này còn nào ta. Để tìm ra con CDM cặp với lại Donny van der Beek. Mắt Tominay ngon nha. Ơi con mắt Tominay này khá ngon nha. Chọn vị trí được. Con Tominay này hơi bị ngon. Nó chỉ bị cái điểm yếu là chân trái 3 nè. À, con Tominay này chỉ yếu cái là chân trái 3 nè. Còn lại mấy vị trí còn lại đúng ngon luôn á. Đinh, nó thích Tominay. Thì cái điểm yếu của Tominay là chân trái 3 thôi. Nhưng mà đá ngon, chọn vị trí một thứ êm lắm. Anh em đá con này nó thấy được cái độ bá con này tôi đá rồi tôi biết. Tôi đá rồi hết rồi, tôi kéo bút 3 cái gì tôi đá rồi. Con này mà anh em là cộng 510 đúng không? Này nó có hai bán cộng 6 đá bút 3 thì trước mới lại. Nếu như anh em so với lại con bút 3 Best Cup đúng không? Best Cup giá tiền cao nhiều rõ ràng. Hay là cộng 6 hay số nhiêu. Nhưng mà con này AI nó không bằng con này chọn chỉ hay quá. Nó đến cùng luôn hả? Đến cùng luôn. Nó bút 3 chứ 4 năm, 4 năm khác gì 3 năm. 4 năm khác gì 3 năm đâu đúng không? 4 năm mua Best Group xong bán được Gullit DBS à. Thế con tôm này dễ đá hơn. Tôm này dễ đá hơn. Tôm này nè anh em thấy chỉ số phòng ngự với chỉ số mà tấn công nó đều nhau lắm. Em coi chỉ số phòng ngự của tôm này nè, lấy bóng này anh em thấy cao không? Cao hơn bút 3 rõ luôn nha, là phòng ngự tốt hơn đúng không? Còn cái số tấn công nè cũng đâu thua đâu, lực sút sút xa cũng có, sút xoáy cũng có nè đó, mọi số nó đều từ trên dưới dễ đá ngay. Và chọn vị trí nè em coi, tôm này chọn chứ là bị ngon. Tôi sẽ mua Tominay này với lại mua luôn cả bút ba này, hai con chủ ạc thích đá con nào chủ ạc đá đó. Nhưng mà tôi thích con Tominay hơn, tôi thích Tominay hơn. Cặp CB CDM sẽ là Donny van der Beek với lại có thể là Tominay hoặc là bút ba này, rẻ có 8 tỷ mà hay dành hơn CB 500 tỷ, cặp CDM 20 tỷ à. Cái CDM tầm này 20 tỷ là đẹp luôn, con này rẻ quá ha. Donny van der Beek mới sao rẻ vậy luôn á, nó cho mua cộng 6. Con nào có 6 tí mua cộng 6 tí, tôi tính còn tiền tôi mua cộng 6. Tự tí còn tiền tính mua cộng 6 đó. Cặp CB Varane không ngon nè. Có anh em nào thấy tôi không? Con Varane bắt đầu cái bảng này tôi thấy nó hơi bị yếu sao á, yếu lực lắm. Anh thấy con Varane yếu lực không? Thủ biết anh em có cảm nhận giống tôi chứ, vì thực chất thì tôi đá Varane từ trước tới nay rất là ngon, nhưng mà dạo gần đây là tôi thấy bắt đầu nó yếu lực sao đó. Nó chạy nhưng mà nó lóc không được. Yếu quá. Kể cả team tôi khi tôi nói Varane là team tôi cũng không đồng ý đúng thiệt. Tôi nói team tôi bích Varane best cup đi nhưng mà team không chịu. Anh em thấy trong giải vừa rồi có ai bích Varane không? Hình như là ở lượt gần cuối vậy, cuối người ta mới bích Varane. Varane nó yếu lắm, nó bị cái gì đó nó yếu lắm. Vậy nó gần dài trong đây là bắt đầu thấy không? Đúng không? Anh em là đá Varane nhiều thấy ngay. Thực chất tôi cũng bắt đầu tôi để Varane rồi không ngon rồi, nhưng mà tôi nói cho team tôi thử nhưng team tôi cũng không đồng ý Varane đúng thiệt. Những người đồng đội tôi cũng cảm nhận là con Varane nó dở thiệt. Nó bị giảm cái gì đó trong cái khả năng cắt banh với cái khả năng lấn nó mình lận giảm nhiều quá. Với lại cái chạy thì nó được cái chạy à. Được đúng rồi cái chạy. Tắt bóng hay hụt của Varane chuyên gia bị lỗi luôn á. Tôi sẽ chọn Smalling bán không? Smalling này bán, thích Smalling ghê tao. Smalling này bán à. Thích Smalling quá. Con này thì tôi sẽ ưu tiên, tôi thích con Smalling nè. Ôi Smalling này chín mấy tỷ nó không bán ta, không nhả một lừa dịch à. Smalling ghê ta. Bờ lăng nhả chưa? Bờ lăng chưa nhả luôn. Nhưng mà nếu như không xài Varane thì cũng không còn nào để xài.
cái đồ này ha. Đồ này không sàn Varan. Bạn này em thấy mấy con thân đậm như Kim Min-jae với Campbell ngon dữ là lấn à, đúng rồi bạn lấn à. Ryopo đang home ground. Chắc sẽ cặp thằng Varan best chút rồi, không còn sự lựa chọn em mà. Tôi thích con tôi smalling hơn. Do Varan smalling rồi, tôi thích smalling hơn smalling. Bạn này bị ngon. Mét 94 cao 1 ký đúng không? Thích smalling hơn và smalling khoai bán. Ok, chọn Varan đang có sự lựa chọn. Ha, có sự lựa chọn do xét. Có bờ lăng cũng ngon, bờ lăng home ground với bờ lăng icon. Bờ lăng icon mắc quá, bờ lăng icon 200 tỷ nhân CB thì hơi mắc. 200 tỷ CB con này ngon ha, bờ lăng bảy này ngon ghê. 200 tỷ thì hơi mắc. Phơi đang home ground này bờ lăng cầm máu là sau mấy tỷ à. Nếu team này mà lên tầm khoảng 1000 mấy 2000 Rio với lại bờ lăng hai con cũng hai cặp này cũng bài luôn đó nha. Mắc gai này bán. Mắc gai này sao nó bán nó lựa giá mà 13 lựa dịch luôn hả? Không ấy, mắc gai có lựa dịch luôn kìa. Mà quay mà trời lâu. Ok, cơ bản là như này tính tiền cũng là đủ nha. Varan Vidic thì càng ác nữa. Vidic thì AI không ngon lắm không? Vidic thì không ngơi Vidic lắm ta. Tôi không ngơi Vidic lắm cho nên là Vidic thôi không được đánh giá cao trong cái chiến thuật của mình. Tôi thích Smalling. Smalling ngon lắm, anh em nào đá Smalling là thấy ngon. Oh, đây xem cộng 6 người bán luôn nè. Tí từ mình 409 tỷ hả, còn dư được khoảng 100 tỷ luôn. Tôi dư 100 tỷ thì 100 tỷ thì cặp con Donny Van de Beek cặp Eriksen luôn. 100 tỷ tăng thêm 8 để lấy Eriksen. Con Van de Beek này thì để cộng 5 cũng được. Van de Beek cộng 5 thôi. Van de Beek cộng 5 thôi để Eriksen min vô, min Eriksen. Bị xương rút nha, đi một quan. Bị xương rút mà. Ừ, lên. Được, đi đâu Phục Lan. Lên. Còn dưới 20 tỷ đúng không? Click luôn con này. Rồi mình sẽ xong hàng Eriksen cộng 6. Cái này cũng ngon đấy ha. Bao nhiêu tiền? 480 tỷ, 500 tỷ. Cái này building quá. 500 tỷ à. Cho tôi có 500 tỷ mà tôi build thành 553 tỷ à. Chưa đá đã lời rồi kìa. Ôi, cặp Phục Lan CR7 này ngon luôn. Lê lừa nào mấy thôi. Tôi thích Phục Lan mới đá dễ, đá đã. CR7 return quá ngon. Cứ như thế tranh cãi sẽ bạn nỗ lực đến cùng luôn. Hai cặp này ngon lành luôn. Eriksen với em Mkhitaryan hai cánh. Cặp này cánh ngon, cả cánh tạt được, chuyền được, sút được. Tôi thích cánh như vậy á. Và dễ đá nhất cái team này tôi build cho anh em cây Manu này là dễ đá nhất rồi. Tại có số xoáy tinh tế nhiều sao chúng tạo. Team này có thể là anh em đá nó gọi là nhìn nó chưa có ngon, nó đẹp nhưng mà nó ngon. Đá AI chuẩn lắm, AI cầu thủ nào tôi mấy đá bốc 3 với Donny Van de Beek thì khỏi chê. Không suốt trong truyền không thủ rồi chứ bá cháy luôn suốt xoáy một bài số ẩn nhiều xấu sao chứ cúp Varan phơi đăng coi là level 5 như chạy như mấy lần Manu cộng 2 vậy ủa này là chưa lên được cộng 5 đi số này lên cộng 5 mà đá mới ngon đá 3 trận cộng 4 trận đa mà lúc so hàng cánh được ha. Huấn luyện viên nhà quản lý 422 CCF này nó được quả Unai Emery hả? Unai Emery đúng rồi. Chào buôn buôn nay con cũng bá. Ơi trận này bị gì á? Ơi xui vậy? Cái gì trời? Trận này handicap thật. Ôi kỳ thế. Kỳ như banh kìa. Ronaldo. Ừ vô Ronaldo vô cho ta. Còn đánh thú rất kỳ. Ha. À, chưa quen. Trận đầu chưa quen vậy. Bây giờ vô đá nhịp ngay. Sơ đồ 7 chạy nhanh mà. Chọn đi luôn đó. Kỳ thủ hay ta. Ba chạy chạy à. Bốn ba chạy đúng ghê à. Trời ơi, ghê à. Trời. Trời gặp phải ông này siêu sao sắp đấu thủ ác quá vậy, thủ bén nha. Đây, đi vô Phúc Lan hay quá. Rio Phúc Lan. Rio một ngoài 20k hả? Ok cũng được, Rio ngoài 20k đúng không? Rồi.
và 20k liền Rio Ferdinand. Cái debut đầu tiên dễ đáng mà, ngay cả những cầu thủ CB vẫn có thể ghi bàn anh em. Sao vậy? Rio Ferdinand con số nè, nhất điểm tới 83, lực số 99, trời ơi xuất sắc 93 luôn mà anh em, xuất sắc thui gì mấy anh tiền đạo đâu, nhiều khi tiền đạo xuất sắc hết trơn. Ferdinand á, đúng không? Nào luôn là Rio Ferdinand 20k liền. Ừ, Eriksen. Christian Eriksen vào shot luôn mọi người. Hay à. Eriksen home ground hơi bị ngon. Chọn vị trí đúng hay, em thấy những cầu thủ mà tôi build cái team này là những người chọn vị trí hay. Chọn vị trí hay lắm, tách đầu ra cho mình hết trơn à, mình đá đỡ mệt. Mình không đi theo kiểu build đẹp rồi cộng 5 cộng 6 kiểu đồng phá cho đẹp không có. Tôi build những cầu thủ nào đá nó giá trị sử dụng cao. Ronaldo thì thôi tắt đầu ở chơi rồi. Eriksen hôm nay chạy chậm mà, chậm như Eriksen hôm đẩy cái đũa một vô chạy máy điện nghe chứ. Bạn này có đũa một chạy nhanh mà, gắt đũa một vô chạy nhanh lắm. Ai sao bảy đi thôi chạy, cái bảy tự chạy luôn á, đâu cần điều khiển gì đâu. Này quá trời, à đua đi vào đầu bếp kìa xoạc, sao xoạc xàm nói vậy, thôi vậy. Ôi vậy là sao, đánh thua anh giữa mình xàm anh ao luôn ta. Trời ơi anh em đã chưa nói năng thì ao luôn người ta. Hay quá vậy em Gitarian. Tập với đồ đẳng cấp quá ta. Em Gitarian chọn cho anh em thấy chọn chứ kia không? Từ cánh nó chạy vô chung lộ luôn. Xét à. Em Gitarian CR7. Khi vợ lao quá, nó lao quá. Cặp này hạng cao quá, đá hay à. Cái đá hay quá. Rồi lụm qua này nha. Ừ, cho mình ăn thôi. Cho mình ăn thôi, đi cô Phúc Lan. Đi cô Phúc Lan. Trời ơi, để đâu chết trời. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.